Một lớp học Zumba đặc biệt tại vùng ngoại ô Manila của Philippines. Vẫn là những bài nhảy Zumba quen thuộc, nhưng có một điều đặc biệt là tất cả 70 học viên đều là những người nghiện ma túy tự nguyện ra đầu thú. Và giáo viên nhảy Zumba không ai khác lại chính là lực lượng cảnh sát. Những lớp nhảy Zumba này là một phần trong chương trình cai nghiện ma túy kéo dài 6 tháng mà thành phố Mandaluyong đang triển khai. Nếu họ có thể bị nghiện ma túy, tại sao không thể khiến họ nghiện thể thao hay nghiện thể dục thể hình? Nếu chúng ta có thể biến những hoạt động này thành thói quen của họ, rồi họ sẽ không sử dụng ma túy nữa. Cứ chủ nhật hàng tuần, những người nghiện ma túy sẽ bắt buộc phải tham gia những lớp nhảy Zumba kéo dài một tiếng đồng hồ như thế này. Những bài tập nhảy Zumba sẽ giúp họ giải được những chất độc ra khỏi cơ thể qua việc đổ mồ hôi. Những lớp học Zumba như thế này đang được kỳ vọng sẽ là một phương thuốc hỗ trợ hữu hiệu giúp những người nghiện thoát khỏi cái chết trắng, sớm hòa nhập với gia đình và xã hội.